đi quá lại bà đi lại có xôi cho tôi có bánh mì cho mình, tôi đói quá. Tại ông đi qua lại bà đi lại đói quá. Đô La ơi, ở đằng kia có một cậu bé ăn xin trong tội nghiệp chưa kìa. Hai mẹ con mình qua bên đó giúp đỡ người ta được không? Mê dặn quá, giúp gì mà giúp. Này, con không có được nói như thế, người ta có hoàn cảnh khó khăn thì mình phải giúp đỡ chứ. Thôi đi theo mẹ nhá. Trời ơi, đi qua lại bà đi lại. Chào cậu bé. Con chào cô. Cô ơi, con đói quá, cô có gì ăn không cho con ăn với. Thế bố mẹ con đâu mà con phải ngồi đây ăn xin như thế này? Con mồ côi từ nhỏ, sinh ra đã không biết bố mẹ con là ai. Ôi, con còn nhỏ mà sao con khổ thế? Thế nhà cửa con ở đâu? Ôi cô, con có nhà. Con sống nay đây mai đó, gầm cầu, vỉa hè, bãi rác là nhà của con đó cô. Đô La ơi, cậu bé này có hoàn cảnh đáng thương lắm luôn á. Bây giờ mẹ nói nghe nè, Đô La có hai gói bim bim đúng không? Đô La chia sẻ cho anh một gói nhé. Không, con cho đâu. Sao con lại không cho? Con cho một gói thì con vẫn còn một gói cơ mà. Bim bim là của con. Con để ăn một mình cho nó xuống. Con trai của mẹ ơi, từ lúc nào mà con trở nên ích kỷ như thế? Mẹ đã dạy con sống là phải biết chia sẻ, giúp đỡ những người khác. Bây giờ nghe lời mẹ, con hãy cho anh một gói bim bim nào. Cho thì cho anh một cái nè. Say what? Cái đồ nào nhé. Đô La ơi, mẹ có ý này nè. Nhà mình rộng rãi, ăn uống thì chẳng có tốn kém bao nhiêu. Hay là hai mẹ con mình á, đón anh về sống chung trong cái nhà với cửa được không? Nghe này, bạn chịu, thôi làm con, chịu đâu. Này con, về nhà anh ấy tắm rửa rất là sạch sẽ ngay mà. Hai mẹ con mình đón anh về nhá. Đó thì đó, cái đồ đạc ghê. Con trai, nhà của cô rộng rãi lắm, ăn uống thì chả có tốn kém bao nhiêu hết á. Hay là bây giờ con về nhà sống chung với hai mẹ con cô nhá. Chứ còn nhỏ này đi lang thang ngoài đường tội nghiệp lắm. Thế cũng được hả cô? Ừ, được á. Yeah, con vui lắm. Thế cuối cùng con đã có nhà để ở. Yeah, con vui lắm hả? Dạ. Rồi bây giờ đi với cô về nhà nha. Dạ. Đi về con. Hai đứa ngồi đây ăn bim bim. Để mẹ vô bếp lấy xúc xích cho hai đứa ăn nha. Dạ. Bim bim là của em mà. Nhưng mà mẹ em cho ăn rồi. Mẹ không cho ăn bim đâu. Con ơi, xúc xích siêu ngon, siêu to khổng lồ đây. Hai anh em ăn để mẹ đi nấu cơm nha. Dạ. Xúc xích là của em mà. Đi cho ăn một cây thôi. Dạ, mẹ không cho đâu. Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ ăn cái xúc xích ngon như thế này được. Cho anh cây đi. Không, mẹ không cho đâu. Cái đồ đang ghét, cái đồ vô bọn em mới cho đâu. Cho một cây thôi, một cây thôi. Hai con. Đô La, nãy giờ mẹ đứng ở trong mẹ quan sát thấy rồi đó. Đô La không biết chia sẻ, không biết giúp đỡ người khác như thế là không được. Mẹ đã dạy con là sống là phải biết chia sẻ, giúp đỡ người khác khi người khác gặp khó khăn. Con có hai cây xúc xích con phải chia sẻ cho anh chứ. Con hiểu không? Bây giờ con chia sẻ cho anh một cây xem nào. Đúng rồi. Thế còn có hai gói bim bim này thì sao? Gói bim bim nào của anh Vinh? Anh Vinh lấy đi. Còn cái nào của Đô La? Đó, như thế có phải công bằng không? Dạ. Rồi, từ nay được đi nhớ lời mẹ dặn chưa? Rồi bây giờ hai anh em ăn đi. Ăn đi con, nè, để cho Đô La ăn. Anh Vinh ăn đi anh Vinh. Dạ. Rồi, Đô La chọn, Đô La cầm ăn luôn đi. Rồi, đưa ra cô bóc phù cho. Wow. Rồi mẹ. Ăn đi con. Đúng rồi. Ngon quá. Ngon quá. Thương anh Vinh quá à, lần đầu tiên anh Vinh được ăn đúng không? Dạ. Ngon không Đô La? Ngon. Ngon.